Hello, xin kính chào toàn thể anh chị em. Hôm nay sẽ đưa anh chị em đi xem cái cá cheta đang được nuôi và ươm nuôi trên cái bể xi măng như thế này. Đây là cái mẫu cá đang về size khoảng 600-700 con trên 1 kg anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy cá rất là to và đều và đẹp. Anh chị em nào mà cần mua cái hàng này có thể liên hệ theo số hotline tôi sẽ để ở phần mô tả video nhé. Cá này rất là đồng đều, anh em có thể mua về và nuôi trên các cái bể bạt, bể xi măng, nuôi dưới ao hoặc nuôi trong các cái tráng lưới. Rất là nhiều hình thức nuôi khác nhau để chúng ta tận dụng được thêm một cái diện tích nào đấy trong gia đình. Đặc biệt là thời gian gần đây thì cái dịch tả lợn châu Phi xảy ra rất là nhiều, nên các cái chuồng lợn anh em bỏ không rất là nhiều, thì anh em có thể nuôi tận dụng cái con cá này trên các cái bể, các cái chuồng đấy, với điều kiện là anh em phải làm lại các cái bể này để cho nó giữ được nước, và anh em có thể lót bạt thêm để nuôi cho nó dễ hơn. Đấy, cái con cá này chúng ta có thể nuôi dao động từ 4 đến 5 tháng là chúng ta có thể xuất bán được. Đấy, cái sai cá trên màn hình đây, anh em về là thả vào nuôi thôi, không phải lo vấn đề gì cả. Con này bắt về thì anh em cho ăn bằng thức ăn công nghiệp dạng cám cá viên nổi có độ đạm từ 30-40% và cỡ ly từ 1,5-2 ly là chúng ta có thể cho cá ăn được trong cái loại cá như thế này. Đấy, cá rất là đồng đều anh em nhé. Lại bắt lên một lần nữa cho anh em xem này. Đấy, rất là đẹp luôn, đẹp lông lênh không tì vết. Đó, anh em mà mua cá này thì đặt hàng sớm vì cái này có mùa vụ nên là anh em phải đặt hàng. Đấy, con cá này có đặc tính khi mà chúng ta vớt bằng lên bằng vợt thì nó nằm im, không có cái cử động gì hết. Đấy, đấy, bây giờ là cân lên để chúng tôi xuất bán cho các khách hàng, là chúng ta sẽ cân bằng cân điện tử nên anh em không phải lo vấn đề mà thiếu hụt trong cái quá trình cân kéo nhé. Đấy, cái này chúng tôi điểm mẫu lên và cân và bán anh em chính xác số lượng, thậm chí còn cho thêm đấy, nên anh em không phải lo về cái vấn đề cá này. Nuôi con này thì anh em cần một số lưu ý là lúc mà bắt giống về thì con cá này là dòng da trơn nên nó hay bị bệnh, thì anh em nên phòng bệnh cho nó trước bằng cách cho một số bên đơn vị chúng tôi cung cấp sẽ cho đi kèm theo một số cái loại thuốc hoặc tư vấn cho anh em để anh em nuôi nó đạt được hiệu quả cao nhất. Đấy, chúng tôi cho vào các cái thùng xốp như thế này để vận chuyển cho anh em nhé. Rất là nhiều luôn. Mỗi xốp này thì thả khoảng 2.000 con. Đấy, 2.000 con cá trong một cái xốp như thế này. Đấy. Video đến đây xin kết thúc. Cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ đơn vị chúng tôi. Thì hẹn gặp anh chị em ở những cái video tiếp theo nhé, trong cái chuỗi chủ đề chia sẻ con giống. Và nếu ai muốn đặt hàng này thì có thể liên hệ sớm cho chúng tôi theo số hotline chúng tôi sẽ để ở phần mô tả video. Xin kính chúc toàn thể anh chị em có một cái vụ mùa thắng lợi và bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo trong chuỗi chủ đề chia sẻ về con giống và các cái vấn đề bên thủy sản. Xin chào và hẹn gặp lại.